Hello anh em, tiếp tục đây, em ăn tiếp Arc Event Agami nha anh em. Anh em cùng xem Agami này, em ăn từ cấp 101, 74% sẽ lên được bao nhiêu phần trăm nha anh em. Con Event các bạn trước. Được, ngon. Nào, ngựa nào. Ui, không có ngựa kìa, tiếc quá. Lên được 104, từ 101 đến 104 anh em. 3 cấp anh em ạ. Khá là ngon, 3 cấp. Ba viên ba, ba viên một, vãi đái thật. Ba ba này, này được ít đua tốt nhỉ, tốt thế nhỉ. Viên ba tinh hồng, con này ăn được thế này anh em, khá là ok đấy anh em. Anh em đi qua video clip về thế hay thì nhớ cho em trường xin một like nha anh em nhé. Rồi em cảm ơn tất cả anh em, bye bye anh em.